chưa mọi người? Bây giờ thì mình đang ở Suyu. Thì Suyu chính là cái nơi mà gắn liền với 4 năm đại học của mình. Tại vì trường mình là nằm ở cái chỗ Suyu này. Nên là bạn mình kêu là ở đây bây giờ ấy, cái khu Suyu này thay đổi nhiều lắm. Nên là mình, với cả trường mình cũng thay đổi nữa. Nên là mình hôm nay lại quyết định về đây để tham quan lại cái khu mà kỷ niệm 4 năm đại học của mình. Thực ra là khi mà mình tốt nghiệp năm 2019, tháng 2 năm 2019 ý, cho đến hết năm 2020 là mình đã không còn quay lại đây nữa rồi. Tại vì chúng ta mình chuyển đến cái khu Xilin ấy thì nó cũng xa xa. Đây là phải tính ra cũng là tầm 3 năm nhỉ, 3 năm mình không quay lại cái khu Suyu chỗ nhà mình này rồi. Nên là hôm nay mình sẽ đi khám phá hết để xem nó thay đổi như thế nào. Đây là cái bến xe buýt là mình hay đứng đợi để đi đi xe buýt xong về trường mình này. Và bây giờ mình sẽ về trường mình trước đã nhá. Thì đây là cái đường mà đi vào cổng chính của trường mình này. Ui, mình thấy cái đoạn này nó cũng không có thay đổi gì mấy. Vẫn cái cửa hàng Alpha này. Xong rồi ở trên kia vẫn có cái CU, một cái Oliver Young nữa. Thế là mình thấy nó cũng không có gì thay đổi lắm. Bây giờ sẽ đi thử vào trong trường coi xem. Ngày xưa thì là vì là ký túc xá của mình nó ở cổng sau của trường, nên là cái cổng trước này mình cũng không hay đi lắm. Nên là thực ra cũng không nhớ là cái cổng trước là có những cái gì nữa. Tôi đã thấy một cái mới ở đây. Hình như cái này là cái mới. Ngày trước mình nhớ là không có cái này. Kiểu như là trưng bày cái áo của trường nè. Đấy. Đấy. Xong ở trong thì cũng có cái gì đó, nhưng mà tôi không rõ nữa. Nhưng mà đóng cửa rồi. Ui, cái quán cà phê này từ thời mình đi học mà bây giờ nó vẫn còn đây. Quán này uống cũng rẻ, cũng được hợp giá sinh viên. Và đây chính là cổng chính của trường tôi. Và đây là trường tôi mọi người ơi. Đấy, trường đại học nữ Túc Song. Đây là trường tôi, ngôi trường tôi đã gắn bó 4 năm đại học ở đây. Bây giờ tôi sẽ đi vào trong để xem nhé. Đây, bên này sẽ là cái tòa nhà của khoa tôi, là khoa ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc. Thì ui, ở đây ý, là cái nơi mà cứ giờ nghỉ là tôi xuống đây tôi ngồi, vì cái cây ở đây rất chỉ là mát mọi người ạ. Mấy cái bóng cây nó dợp, mọi người thấy không? Nó dợp bóng như này luôn ấy. Chỗ này đã trồng thêm rất là nhiều cây rồi. Ngày trước tôi nhớ là nó không có nhiều cây như này đâu. Và ở trong kia, trường tôi có một cái cây hoa anh đào. Nó siêu đẹp luôn. Và cái mùa hoa anh đào ấy thì nó nở, nó như một cái ô ấy. Nó đây, đây chính là cái góc chiêu của tôi mỗi lần nghỉ giải lao. Tôi cho mọi người xem cái cây hoa anh đào này. Đây, đây nó có một cái hoa anh đào. Đây, cái cây này. Cái cây này chính là cái cây hoa anh đào mà mỗi năm ấy tôi đều có một bức ảnh ngồi đây. Tôi sẽ dính cái bức ảnh ở đây cho mọi người coi. Mọi người thấy không? Nó như một cái ô ấy, cái dù to ấy, xong rồi nó có mấy phủ xuống chỗ này mát, ghế ngồi đây này. Đấy, dưới cái tán cây này không bao giờ bị nắng vào luôn. Đẹp không? Trời ơi, cái này ấy, đến lúc cái mùa hoa anh đào nó nở thì siêu đẹp luôn mọi người ạ. Đấy, tôi rất thích cái góc này ở cái khu trường của tôi. Không nhớ là trong những cái chiếc vlog trước thì mình đã chia sẻ cho mọi người chưa, thì là mình sang trường mình du học là năm 2015 là mình được học bổng. Đợt đấy là mình được học bổng của trường mình kết hợp với cả trường Đại học Hà Nội. Thì ngoài trường Đại học Hà Nội ra thì sẽ có trường trong Nhân Văn trong Thành phố Hồ Chí Minh, hay là mới cả là trường trong Đà Nẵng nữa. Thì là mỗi trường sẽ chỉ lấy 2 người thôi. Thế là nói chung là cũng may, trộm vía là mình đã đỗ cái học bổng của trường mình, là cái học bổng mà cho 100% cho 4 năm học ở trường đại học này. Thì là đợt đấy là ngoài tiền học phí ra thì mình sẽ còn được miễn phí ký túc xá nữa. Mới cả là một tháng mình được cho thêm 300.000 won. Theo như mình nhớ là cái học bổng này hiện tại là vẫn còn. Nhưng mà không biết là cái hình thức đăng ký như thế nào, thì mọi người có thể lên web trường hoặc là thử tìm hiểu đi sẽ có. Tại vì là mình thấy là học ở trường mình rất chi là ok. Mà cái trường mình, khuôn viên trường mình cũng đẹp, mà cũng chả không phải xa khu trung tâm gì đâu. Cũng là ở Ga Suyu, là cũng đi ra Miêng Đông này, hay là đi ra mấy cái chỗ trung tâm của Seoul cũng gần, mà đi tầm 20 phút tàu là đến. Đấy, mới cả là được cái là cái ký túc xá của trường mình siêu xịn sò luôn. Để tí nữa mình sẽ lượn qua cái khu ký túc xá nhé. Trường tôi có mấy cái khoảng sân gọi là siêu to khổng lồ luôn, kiểu nhà. Kiểu như cứ đến giờ nghỉ thì mọi người ra đây mọi người ngồi kiểu tắm nắng này, xong rồi tụ tập picnic với nhau, bạn bè này nhiều lắm. Ở đây một góc ở kia, một góc sân ở đây cũng một góc sân đấy, mọi người hay ra đây. Cái chỗ này mọi người mà vào mùa đông thì nó phủ tuyết trắng luôn thì cũng đẹp. Thì tôi nhớ là ngày trước tôi chụp ảnh tốt nghiệp ở đây này, ở quanh quanh cái khu này. Tôi lại hiện bắn mấy cái ảnh trên màn hình cho mọi người coi nhé. Lúc nãy vừa mới kiểu bước chân vào trường thôi ý, tự nhiên kiểu thấy rung động dã man ấy, xong rồi kiểu nhớ lại cái thời ngày trước mình vẫn đi học ấy. Đấy, thì lúc nào tôi cũng nói đùa với bạn tôi là
bây giờ mà đi học mà không phải thi ý, mà không phải làm bài văn ý, mà đi học mà chỉ để lấy kiến thức thôi ý, thì tôi sẽ lại đi học tiếp. Nhưng mà bây giờ mình ở đâu không có cái kiểu như thế đâu, nên là lười lắm mọi người ạ. Thực sự là thích đi học để lấy kiến thức, nhưng mà bảo mà thi hay là ôn tập gì đấy thì tôi sẽ rất chi là lười. Tự lái là tôi không biết là vì sao, nhưng mà cái trường tôi ý, là cái địa điểm quay của rất chiêu nhiều nhiều bộ phim luôn. Ngày xưa tôi nhớ là cái phim gì của Thích Yon của 2PM, là cái phim mà đánh nhau với ma ấy. Đấy, cũng là quay ở trường tôi. Mà tôi nhớ là cái hôm đấy là cái hôm mà tôi còn vừa mới bay từ Việt Nam sang hết kỳ nghỉ ấy. Thì tôi bay sang, thì tôi vừa cất vali hành lý, tôi chạy phát lên trường để tôi đi xem Thích Yon kiểu quay hình luôn ấy. Không nhớ là còn cái ảnh đấy không. Xong rồi ngày trước là có một cái bộ phim của Yuno Yunho của Đông Ma Sinh Ký cũng quay ở trường tôi, là quay ở cái chỗ khu thư viện ấy kìa. Nói chung là trường tôi là một cái, có chung là cái phim trường quay phim ấy, rất 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 nhiều phim đã quay ở cái khu trường của tôi rồi. Đây là cái đường đi ra cổng sau này. Nói chung là thực sự là tôi rất 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 thích cái trường tôi. Tại vì mọi người nhìn này, trường tôi ở góc nào nó cũng có một đống cây xanh như thế này luôn ấy. Mình thích dã man luôn. Thì thường thì là ngày xưa thì mình đi học ấy, thì mình hay đi cổng sau, tại vì là ký túc xá ở cổng sau nên cũng hay đi cổng sau. Thực sự là ấy, nếu mà các em sinh viên ấy mà không ngại học trường nữ thì trường mình là một cái trường mà mình rất muốn giới thiệu để mọi người để vào học. Mình không biết là, tất nhiên là mình chưa cần học ở các trường khác thì không biết như thế nào, nhưng mà mình thấy trường mình thứ nhất là đầy đủ cơ sở vật chất các thứ, mà mọi người nhìn quang cảnh trường mình đi, nó rất chi là hòa thiên nhiên luôn ấy. Mấy cả các thầy cô khi mà mình học ít 4 năm mình học, các thầy cô cũng rất chi là nice, kiểu quan tâm đến sinh viên ấy. Đấy, thì nếu mà mọi người có thể lựa chọn, tại vì thực ra thì học phí trường mình cũng không đắt, hình như đâu đó là 4 triệu won, không biết là như thế nào, nhưng mà mình nhớ là ngày xưa là đâu đó là 3 triệu rưỡi đến 4 triệu won trong một kỳ. Khi mà mình tìm hiểu ấy thì mình thấy là cũng vừa phải, ok. Nên là mọi người có thể suy nghĩ về trường mình nhé. Quên mất thiệu với mọi người, đây là cái chỗ phòng tập gym của trường mình ấy. Thì nó là nằm ở cổng sau bên này. Và cái phòng tập gym này ấy, nó là cửa kính, cửa sổ kính mọi người ạ. Khi mà tập ở trên này view nhìn ra núi hơi bị đẹp luôn, hơi bị chill luôn. Thế là thì cổng sau của trường mình ấy sẽ có hai đường, một đường là ở đầu kia và một đường là ở đầu này. Đấy, thì mình có thể hai đường để đi vào cổng sau. Đây là dàn cây ngân hạnh quả thúi. Thì đây là cái đường mà mình sẽ đi bộ mỗi ngày về ký túc xá và đi lên trường đi học. Đây mọi người ạ, đây là cái tòa ký túc xá cho sinh viên quốc tế của trường tôi. Đây. Đấy. Còn lên. Đây 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 đây. Đấy. Đây. Đây chính là tòa ký túc xá cho sinh viên quốc tế của trường tôi, và tôi 4 năm tôi đã sinh sống ở đây. Tôi nhớ là ngày xưa tôi ở tầng 4 mọi người ạ. Ở cái góc này này. Đấy. Cái chỗ này của tôi nó view thẳng ra cái đường này luôn. Xong rồi kiểu bao giờ tuyết rơi một cái chỉ cần mở cửa sổ là nhìn thấy kiểu tuyết rơi trắng xóa ấy, thích lắm. Tự dưng như mọi người, đứng đây tôi lại nhớ đến kỷ niệm mọi người nhá. Cái chỗ rào rào này này. Tại vì ký túc xá của khu tôi là 10 giờ đóng cửa rồi, nhưng bọn tôi hay đặt ạt gà buổi đêm ấy. Thế chúng tôi cứ vượt rào này để lấy gà, chú shipper đứng ngoài này, xong chúng tôi đứng ở trong để với ra để nhận gà ấy. Nói chung là cũng cái kỷ niệm. Thực sự là ấy, là tôi phải nhấn mạnh lại là ký túc xá của trường tôi nó siêu đỉnh luôn. Hồi trước là tôi ở phòng mình, hồi trước là mình ở phòng hai người, thì đây chính là cái phòng mà mình đã từng ở. Nói chung là nó siêu xịn mọi người ạ. Tất cả là vệ sinh với phòng tắm sẽ ở trong phòng luôn. Còn bếp thì là sẽ là bếp chung, nhưng mà bếp sạch sẽ lắm, còn tủ lạnh to nữa. Nói chung là tôi rất vẫn khuyên mọi người là lên ở cái ký túc xá của trường tôi. Thực ra nó hơi đắt một chút, thì như theo như mình nhớ là cái đất mình ở là 1.300.000 won hay 1.200 không phải nghìn mà là 1.200.000 đến 1.300.000 trong một kỳ gì đấy. Thì đợt đấy thì tại vì là mình được học bổng ấy, là mình cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà nghe phong thanh là mọi người nói thế. Thì nói chung là nếu mà mọi người có điều kiện thì nên ở cái ký túc xá quốc cái ký túc xá quốc tế của trường. Nói chung là like. Bây giờ thì mình đã lại quay lại cái ga Suyu rồi. Tại vì thực ra lúc trước khi mà mình đi đến đấy thì bạn mình bảo là trường mình cũng thay đổi lắm, nhưng mà lúc nãy mình đi đến trường ấy thì mình cũng thấy là không có quá nhiều sự thay đổi so với khi mà mình còn học. Nhưng mà cái chỗ ga Suyu này thì nó thay đổi hoàn toàn, không phải nói là thay đổi hoàn toàn so với cái thời mà mình vẫn còn ở đây ấy. Thì bây giờ mình sẽ lại đi lượn quanh cái khu Suyu này, cũng như là đi kiếm đồ ăn trưa đã nhá. Cái quán bagel này là cái quán mình tìm, nó cũng có là nổi cái thời của mình còn ở đây, nhưng mà không có cửa hàng này. Là bây giờ mình sẽ đi ăn trưa ở đây nhé.
bay phù trăm bông, ở trong này kia là có một biển chữ ở đây này. Còn sau này mà trông đẹp nhỉ, cả một cái cốc nước mà có ga mà ấy từ mẫn. Ăn chưa cái nước vỏ bê bù này, nó cái này giòn nhá. Ủa, nhân cái này ấy, thì là trăm bông nhưng mà có cái sốt thì mình vẫn đang nó với cay cay ngon cực luôn. Như thực sự là cái quán bê bù này siêu ngon nhá mọi người ơi. Trời ơi, tiếc là cái thời mình còn đi học ấy, nó không có cái những cái quán như thế này ở quanh cái khu Suyu này ấy. Tại vì là cái khu Suyu này nó mới đổi mới thôi mọi người ạ. Thực sự là đây, những cái góc này thế, cái quán này cũng trông cũng đẹp đẹp này. Quán này cũng trông cũng chiêu chiêu. Đấy, mình không uống hết nên là mình đã check out ly nước này rồi. Bây giờ bụng no rồi, đi tham quan, khám phá cái khu Suyu này có gì đổi mới nhá. Quán McDonald này hay là cái Olive Young ở bên cạnh kia thì nó vẫn còn đó, từ cái thời mà mình vẫn còn học ở đây. Ở Suyu có trà chu rồi nè. Cái thời của tôi nó đâu có cái trà chu đâu. Còn đây còn có gì không? Ôi dồi các bác ơi, tôi tưởng tôi nhìn nhầm. Ở bên kia có một cái shake các bác ạ. Shake mà về Suyu ấy, thì tất cả cái khu Suyu này nó phát triển lắm rồi luôn ấy. Vì shake ấy nó có ít nơi có shake cực. Ui, cái thời của tôi là bên đấy là một cái Daiso, và bây giờ nó là một cái shake như thế này. Wow. Chỗ này ở một cái chung cư mọc lên như này rồi. Ngày trước cái chỗ này nó không phải là cái chung cư đâu. Trời sự lái mọi người ạ, khi mà 3 năm trước khi mà mình còn ở đây, ở đoạn đảo Suyu này, nó không phải là một cái khu mà nó sầm uất như thế này đâu. Nó kiểu nó chỉ là những cái tòa nhà bé bé thấp thấp thôi. Mà sau 3 năm mà nó đã thay đổi như này rồi thì thực sự là nể. Tôi phải đi khám phá xem mà trong này có cái những cái gì đây này. Ở trên này mình có một cái chỗ làm tóc này. Ở đây mình có một quán cà phê này. Và bên này mình có một thêm một quán cà phê nữa. Ui, thực sự luôn, quá thay đổi so với cái thời mà tôi còn ở Suyu. Cái chân chung cư thì có hai quán cà phê với cả một quán làm tóc. Thực sự đỉnh mọi người ạ. Tôi rất chỉ là buồn vì khi tôi ở đây nó cũng không có những cái thứ này. Trời, sao nó không có sớm khoảng độ 3-4 năm trước gì đấy. Khi tôi còn là sinh viên, tôi sống ở đây thì tôi đã có rất nhiều cái chỗ để chơi hơn. Wow, thực sự luôn. Hôm nay thực sự là kiểu bao nhiêu kỷ niệm của mình khi còn là sinh viên ấy, kiểu nó ùa về mọi người ạ. Trời, kiểu thấy rưng luôn ấy. Thực sự là cái khu Suyu này nó đã thay đổi quá nhiều so với mình rồi. Thì chắc là bây giờ thì mình cũng đi về thôi. Thì mình sẽ dừng cái chiếc vlog này tại đây. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái chiếc vlog này. Đừng quên like, share cũng như ấn đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở vlog này sau. Bye bye.